Ở bên kia có một Choi-son. Và đây là Persian đến từ chim sẻ đi nắng. Vâng, và chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với màn hình máy của chim sẻ đi. Bài này chim sẻ có bài này chim sẻ có ấy được không? Có chém được không? Lên đời sớm được không? Vẫn chưa biết được trong những kèo 22 như này. Không thể nói trước được điều gì khi chưa biết kết quả. Bên phía đội bạn đó là Choi Son của game thủ chán đời. Độc cô cổ bại thì không biết anh cầm quân gì. Đến với màn hình máy của chim thôi. Màn hình máy chim sẽ nắng. Có lẽ là cái khoảng đen cạnh với bãi vàng chim có cần dò không? Hay là ken một cái BE vào đấy xem có hiêu không? Và đây mới là hiêu. Và có thêm cả quả. Đá làm sao được bầy hiêu này về với nhà chính nhà mình đây? Vâng, một bầy hiêu 7. Bầy hiêu đầu 7 con dành cho game thủ chim sẻ nắng. Một bài Persian gỗ đầu xa. Hơn thế nữa là chiếc S đầu của game thủ chim sẻ nắng. Có lẽ là một chiếc S anh phải đóng ra ngoài thôi, không thể đóng vào trong được. Cũng rất vất vả trận đấu này. Vâng, chim sẻ đóng E đi. Hưng Nhổn đang ngồi ngay cạnh tôi, còn chim sẻ thì đang ngồi đằng sau. Và Hưng Nhổn đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào chim sẻ nắng cũng như Hồng Anh trong ngày hôm nay. Đến với màn hình máy game thủ Hồng Anh. Một bài cầm sen. Đã có quả phụ và đã có khá hiêu. Đá bầy hiêu lại về với cánh rừng. Có đá không? À, với Hồng Anh thì cái đấy là không phải nghĩ rồi. Tất nhiên là anh đá thôi. Một người solo sen có số ma. Chính vì thế mà không có gì mà không đá cả. Màn hình máy của game thủ chim sẻ nắng. Câu con voi này về với nhà chính nhà mình. Vâng, con voi đã chết và rất may con nông dân không sao. 2-3 dân. Vâng, chúng ta hãy cùng quay trở lại với màn hình máy của game thủ màn hình máy của game thủ chim sẻ nắng. 2-3 dân. Một bài kích đời cũng khá sớm đi từ chim. Lùa thêm con hiêu này về. Con hiêu nữa về. Thì đây là một bài con ngựa giò là đầy đủ công giáp. Và tơn lạc đà đầu tiên là rất đều. Gỗ là đã đủ rồi. Mãi chưa thấy nhảy đời. Hơi lâu. Đây là L. Còn M đóng bãi gỗ luôn. Vâng, chạy ngựa giò đi. À, sóc ngựa giò đi và chạy đi. Bây giờ thì chim sẻ nắng đóng BS ăn vàng và chốt 1-2 cái nhà BE vào. Để tí sóc lạc đà đỡ mít. Nông dân ăn hiêu đã hết rồi. Trên kia còn nguyên bầy hiêu và bãi quả. Chim sẻ muốn ăn gì thì ăn. Có quá nhiều lựa chọn ở trong cái gói combo này dành cho chim sẻ nắng. Combo bầy hiêu kèm bãi quả.
full option luôn. Vâng, Gunny đang gạ chim sẻ đen nhà chính đóng BN. Hơi phiêu. Nhưng đen nhà chính thì thôi coi như là không lên đời. Và đây là nhà của Babylon thì phải. Hay là Hitty. Bên phía đội bạn có một thoi son. Chỗ nhà BA chưa đóng. Bây giờ chim sẻ mới tuồn vào nhà BA. Đối phương đang giật đi đâu rồi? Giật dân đi rồi. Con ngựa giò này ít nhất phải làm được 5 thằng dân. Làm được 5 thằng dân rồi đen nó đi luôn cũng được. Cứ làm 5 thằng dân đã, ấm ổ. Bây giờ thì nông dân ăn hoang của game thủ chán đời đâu. Vẩy quả e quá hay, vẩy tiếp quả nữa. Vỡ mồm con cung tê luôn. 2L vắt chưa? Vắt như vắt sữa bò luôn. Lại chọc vào bãi gỗ. Cứ mỗi lời làm tí. Rất hay. Rất may tơn trong tơn vừa rồi không bị ăn quả chốt e vào mồm. Đây rồi, nông dân họ đang giật về rồi. Nông dân họ giật về có 2 con thôi. Giật về không nhiều. Thế như vậy là còn tầm 7-8 thằng dân nữa đang... Tím chưa? Tím chưa? Chim sẻ đang vào đến tận đáy song rồi. Tím chưa? Vẫn chưa thì tím. Thôi thì cứ từ từ cứ ở đấy đi. Màn hình máy game thủ Hồng Anh. 3 4A chưa? Chắc là chỉ sóc được 3 thôi. Tôi đến với chim sẻ đi nắng. Vâng, cạnh cái BA và cánh rừng vẫn hở. Chim sẻ chỉ vào bãi. Chim sẻ chỉ vào bãi gỗ bên trong xem nào. Chỉ vào bãi gỗ bên trong vẫn vào được đấy. Chỉ vào. Ken BA vào thử. Không được. Hơi khó. Bây giờ thì Hồng Anh có đẩy được tơn cung đầu vào nhà của Choi Son không? Đẩy tơn cung đầu vào nhà Choi Son. Vâng, bây giờ thì các game thủ cần tập trung đi. Vâng, mất tập trung trong tơn như này là rất khó chịu. Gunny vẫn đang muốn các chàng trai của Game TV phải đánh một cách cực kỳ tập trung. Bởi vì đế chế là một bộ môn mà không thể khẳng định được điều gì khi chưa biết kết quả. Vâng, chim sẻ đang vắt đều 2L. Nhưng bây giờ thì Hồng Anh đang bị quấy rối khá khó chịu. Vâng, lại bị lọt. Vâng, có lẽ rằng các khán giả ngồi ngoài cần nghiêm túc hơn để cho Hồng Anh cũng như là chim sẻ thi đấu một cách hết mình nhất ở trong trận đấu này. Hồng Anh vẫn chưa làm gì được nhà Choi Son. Trong cái đấy thì chim sẻ vẫn đang đi tốt vào nhà của Babylon. Nhưng đây là tham Persian. Chính vì thế mà mọi người đều biết rằng Persian là một loại tham ảo. Và đó là lý do tại sao mà tôi bảo Persian là tham ảo. Bây giờ thì có tạt vào nhà Choi Son tơn không? Chim sẻ có đẩy tơn cung đờ đầu đi không? Bắn phù thủy vô tiếc. Để cho chim sẻ lao vào. Hồng Anh đẩy tơn cung đi. Bây giờ thì lại bị móc vào bởi những con chém. Tại sao vậy? Hồng Anh 45/76. Bây giờ thì có đẩy được 4 con cung đờ đi vào bắn phù thủy không để cho chim sẻ tạt một tơn. Vâng, tôi vẫn không thích cái phong cách đánh này một tí nào cả. Vâng, Baby đã quá chết rồi. Nhà Baby còn một bãi ăn hoang thôi. Thôi Hồng Anh đừng sóc tân quân này nữa. Anh dành gỗ và đóng cho tôi 4-5 cái BE vào cái khe này. Và sau đấy là đứng
5 con cung R vào trong. Thế là xong. Bị móc máy như này thật sự là khó chịu. Bây giờ phút thứ 21 rồi, chưa biết nhà đối phương ở đâu. Màn hình máy chim sẻ nắng, anh đã chém quá hay trận đấu rồi. Nhà của anh lại bị móc máy bởi những con cung R. Màn hình máy Hồng Anh. Bây giờ thì màn hình máy chim sẻ nắng. Và cuối cùng thì độc cô cầu bại đi sai. Và thật sự là tôi vâng quá đau tim trong trận đấu này. Một trận thi đấu mà nhà Hồng Anh lủng lên lủng xuống các kiểu con đà điểu. Nhưng rất may là đội bạn vẫn đi sai. Chim sẻ đã chém tốt trong trận đấu này với một bài cầm pô. Và buổi đối trực tiếp của GameTV cũng xin tạm dừng tại đây. Vâng, để ủng hộ cho chim sẻ nắng cũng như Hồng Anh, các bạn có thể soạn tin theo cú pháp GTV gửi đến 6785 gửi đến soạn tin theo cú pháp GTV gửi đến 6785.